tarot và ngày hôm nay thì mình đem đến một chủ đề rất là thú vị. Mình nghĩ là rất là nhiều bạn sẽ thích cái chủ đề này, đó là trong 6 tháng tới liệu bạn có người yêu hay không. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay là 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và với cái câu hỏi là xem là 6 tháng tới liệu bạn có người yêu không. Bây giờ thì chúng ta cũng đã bước sang năm 2021 rồi. Thì cùng xem trong nửa năm tới. Thì nhớ đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhá. Tại vì căn bản cũng chỉ có 3 tụ bài thôi. Mà các bạn chọn cái tụ bài này của mình thì nó chưa hẳn là có thể đúng 100% được. Cho nên nếu như cả kể không có thì cũng đừng gọi là thất vọng nhá. Ok, biết đâu bất ngờ được. Chúng ta sẽ đến với cái tụ bài đầu tiên. Mình hơi vẫn còn hơi cúng một chút nhưng mà cũng sắp khỏi rồi mọi người ạ. Chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên nhá. Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn nhé. Với câu hỏi là trong 6 tháng tới liệu bạn đã có người yêu hay chưa, thì mình thấy câu trả lời ở đây nó là chưa. Nhưng nghe kỹ nhá, vẫn còn phần diễn giải ở phía sau. Mình thấy là 6 tháng tới thì chưa, nhưng có thể là trong khoảng hơn 6 tháng nữa. Trong khoảng hơn 6 tháng, 7-8 tháng hay là mấy thời gian sau á, thì mình thấy là bạn sẽ có thể có được. Tại vì sao? Trong cái 6 tháng này, thứ nhất mình muốn nói cho các bạn biết, đấy là trong 6 tháng tới, điều đầu tiên các bạn cần phải chú ý đó là chăm sóc cho sức khỏe của bản thân các bạn nhá. Cái sức khỏe này là cái sức khỏe về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, về cả bên trong lẫn bên ngoài của các bạn, về cả sự phát triển về linh hồn, về tâm linh, cũng như là về cái sức khỏe thể chất của các bạn nhá. Đấy là điều đầu tiên các bạn cần phải chú ý này. Điều thứ hai ở đây, đây là một tín hiệu rất là đáng mừng cho các bạn. Mặc dù câu trả lời là chưa, nhưng chưa thì không có nghĩa là không có nhá. Bởi vì mình thấy là các bạn sẽ gặp được cái người này sau khoảng thời gian 6 tháng nữa. Tức là sẽ nhiều hơn 6 tháng nữa thì bạn mới gặp được họ. Và trong cái 6 tháng này á, là cái thời điểm rất là thích hợp để các bạn dọn dẹp nốt những cái gì còn tồn đọng trong cuộc sống các bạn, để bạn có thể chờ đợi và đón nhận cái người này vào trong cuộc sống của các bạn. Thì ở cái thời điểm tiếp theo, lâu hơn 6 tháng nữa, người này, bạn sẽ gặp được cái người này. Người này có thể là true love của các bạn đấy. Hoặc là bạn gặp họ là bạn đã biết là wow, đây là một kiểu người mà rất là kiểu cùng tầng mây với mình á, ngang ngang với mình luôn á, kiểu kẻ tám lạng người nửa cân á. Và mình thấy rằng là trong 6 cái tháng này khi mà họ chưa tới, bạn nên tập trung nhiều hơn vào bản thân các bạn, cải thiện về mặt sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần, sự phát triển bên trong của các bạn nhá. Và mình thấy có một cái nguồn năng lượng của cái sự thay đổi, của cái sự đổi mới rất là lớn ở đây. Có thể trong 6 tháng này với một số bạn, các bạn sẽ di chuyển đi đâu đó này, hoặc là đi công tác, chuyển việc. Đại loại mình thấy sẽ có một cái biến đổi gì đấy khá lớn với các bạn, và nó sẽ theo cái chiều hướng tích cực. Cho nên là không có gì phải lo lắng đâu. Với một số bạn có thể là các bạn sẽ được lên chức này, sẽ được có một cái biến chuyển gì đấy nó mang tính chất khá là cột mốc ở trong 6 tháng đầu năm 2021 này. Và mình thấy rằng là cái người này họ sẽ xuất hiện khi mà mọi chướng ngại vật, khi mà mọi thứ nó thuận lợi nhất, đang thuận lợi nhất trong cuộc sống của các bạn. Các bạn bắt đầu dọn dẹp được những cái chướng ngại vật này, những cái điều khó khăn cản trở trong cuộc sống các bạn đi, thì là cái lúc kiểu như là các bạn dọn đường ấy, để đón cái người này vào trong cuộc sống của các bạn. Người này á, thì mình thấy là có thể họ sẽ, đặc biệt là đối với những bạn nào mà có định ra làm một cái gì đấy mới nhá, đặc biệt liên quan đến công việc nhá, ví dụ như là kinh doanh thêm một cái gì này, hoặc là có dự án khởi nghiệp, hay là bắt đầu một công việc mới, hay một giai đoạn mới trong công việc á, thì mình thấy là bạn sẽ gặp họ vào cái giai đoạn đó. Tức là mất khoảng chắc cũng phải nửa năm đấy. Thì đại loại là tất cả mọi thứ nó sẽ rơi vào cái thời điểm đúng người, đúng thời điểm á, thiên thời địa lợi nhân hòa nhất thì họ xuất hiện. Và mình thấy rằng là có thể bạn sẽ gặp họ trong cái hoàn cảnh đó là một trong hai người giúp đỡ cái người còn lại. Và mình thấy họ cũng, họ ngang hàng với bạn về mọi thứ, về có thể là về trình độ nhận thức này, về quan điểm sống hay là gì gì đó, mình thấy là khá ngang hàng với nhau ở đây. Và có một cái sự thấu hiểu nhau rất là lớn. Có thể khi mà hai người bắt đầu nhìn vào ánh mắt của nhau thôi á, hai người đã cảm thấy à, người này chính là gu của mình, người này chính là cạ của mình đây rồi. Có một cái sự nhận ra nhau ở cái phương diện linh hồn ở đây. Và mình thấy là mọi thứ nó sẽ khá là phát triển, khá là rực rỡ và tốt ở cái thời điểm tiếp theo khi mà bạn gặp cái người này. Nhưng mà chốt lại một câu á, đó là có gặp trong 6 tháng tiếp theo hay không thì mình thấy là chưa. Bởi vì 6 tháng tiếp theo giống như là một cái thời điểm để các bạn chuẩn bị thôi.
để các bạn làm cái công việc và tập trung vào bản thân các bạn nhất. Và khi mọi thứ nó thuận lợi nhất, các vì sao thẳng hàng rồi thì bạn mới gặp được cái người này. Người này rất có thể sẽ là chung lớp của các bạn, và mình thấy có một cái sự thấu hiểu ở đây rất là lớn. Và mình thấy là cái người này có thể là người thuộc cung lửa bạch dương nhân mã sư tử, hoặc bạn là người thuộc cung lửa bạch mang bạch thì cung lửa là bạch dương nhân mã sư tử, đặc biệt có sự xuất hiện của sư tử ở đây. Thì thì ở đây á, cái cung này như mình đã nói là nó cũng không quá là quan trọng lắm đâu, tại vì là mỗi một người có rất là nhiều cung nhà khác nhau, cho nên các bạn không nhất thiết là phải bám víu vào. Chẳng nhẽ gặp người họ họ lại hỏi là thế bạn cung gì đấy, bảo ví dụ họ bảo là họ bảo cung thiên bình mà thì chắc không phải đâu, bởi vì bạn Min bảo là phải là cung sư tử cơ, thì cái đấy cũng không không được nha, không được tính nha các bạn. Wow, mình có rút thêm ra Only Time Will Tell. Ok, mình cảm giác được rằng là thời điểm này vũ trụ cũng không muốn tác động hay là tiết lộ quá nhiều thứ cho các bạn biết về cái người sẽ đến với các bạn ở tiếp theo. Mà ở đây vũ trụ muốn bạn tập trung vào bản thân của các bạn nhiều hơn, và cái gì nó đến á, nó cũng sẽ đến thôi. Only time will tell. Thời gian nó sẽ dành cho bạn cái câu trả lời thật là xác đáng nhất, thật là chính xác nhất. Nhưng mình có thể khẳng định được, nếu như bạn đúng với cái tụ bài này thì mình thấy là mọi thứ phía trước với các bạn ấy, nó thực sự rất là đáng để chờ đợi, đáng để kiểu các bạn bỏ công sức ra để dọn dẹp nhà cửa, đợi người này trước khi mà người này họ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Người này thì có thể là một người phụ nữ mắt đen tóc đen, hoặc nếu không á, mình thấy là cái người phụ nữ mắt đen tóc đen ở đây, một là bạn, hoặc hai là đối phương, hoặc nếu không á, cái người này sẽ đóng vai trò trung gian kết nối, cầu nối giữa bạn và họ. Và mình còn rút được là let your friend help you, thì mình thấy là có thể bạn sẽ quen họ thông qua một người bạn nào đó của các bạn. Và mình thấy là có khá nhiều thứ vui vẻ ở đây đấy. Người này thì mình thấy là họ có ngoại hình, họ có cái sự thu hút với mặt người khác, và kể cả cái đam mê á, cái phản ứng hóa học, cái sự gọi là tương tác giữa bạn với họ ấy, nó cũng rất là mạnh luôn, cái sợi dây liên kết cũng rất là mạnh. Và mình thì nếu như mà nói hơi xa một tí thì mình thấy cái mối quan hệ này nó có nền tảng để phát triển đi đến một cái gì đấy nó khá là cao. Mình chỉ có thể tiết lộ cho các bạn như vậy thôi. Ok. Mình sẽ rút thêm một lá nữa cho các bạn lời khuyên nhé. Đây, trong bộ Lữ khách tâm linh đi. Đây bộ này. Các bạn có in the flow. Cái này nó không khác gì với cả Only Time Will Tell cả. Ý là thôi, đừng có chờ đợi, đừng có trông ngóng cái gì hết. Cứ để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên. Hãy để cho những cái ngọn gió này á, nó thuận theo tự nhiên, và điều gì nó muốn đến nó cũng sẽ đến với bạn thôi. Tụ lại vui thế nhỉ. Nói chung là mình có một cái cảm giác rất là ngập tràn sự vui vẻ ở đây. Wow. Cũng có thể là bạn sẽ gặp họ vào cái thời điểm mà khá là nắng nóng trong năm đấy. Nhiều lửa đấy các bạn. Đó là tụ bài số 1 nha các bạn. Chúng ta đến với số 2. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 2. Đây là trẻ bé trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là trong 6 tháng tới thì liệu bạn có người yêu hay không? Thì mình thấy ở đây khả năng là chưa. Nhưng sẽ có ai đó xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Mà không phải là có một người đâu, mà mình thấy là bạn nhận được sự yêu mến, quan tâm từ rất là nhiều người xung quanh, từ rất là nhiều người, có thể là có rất là nhiều vệ tinh săn đuổi các thứ. Thế nhưng mà để mà nói là để bước vào một cái mối quan hệ gì đó ấy, thì mình thấy là đây khả năng cao là chưa nhá. Thì cho dù mình thấy là cho dù bạn là nam hay là nữ, bạn ở cái thế săn hay là đi săn á, đi săn hay là bị săn á, thì mình thấy là kiểu săn bắt săn bắn á, thì mình thấy rằng là cũng cũng chưa thể bước vào ngay được một mối quan hệ trong vòng 6 tháng nữa đâu, mà mình thấy là có thể có thả thính nhắn tin tán tỉnh qua lại thôi. Thứ nhất mình sẽ phân tích, mình thấy là có thể cái rào cản về cái việc bước vào một cái mối quan hệ nào đó nó đến từ phía của các bạn. Nếu như bạn là nữ thì mình thấy là có thể là bạn vẫn còn đang dân sống với cả gia đình á, bạn vẫn còn đang sống với gia đình, có thể là hơi bị phụ thuộc vào gia đình của các bạn chẳng hạn. Với một số bạn thì các bạn khoảng dưới 25 tuổi hay là gì gì đó, đại loại là cái đối tượng của các bạn nếu là nữ nhá,
cho dù là bạn là nam hay là nếu như bạn là nam mà đối tượng các bạn là nữ ấy, thì có thể là cái người nữ đấy như mà mình miêu tả lúc nãy, còn nếu không á, bạn là nữ thì có thể bạn giống với những gì mà mình vừa miêu tả đây. Mình thấy là bạn dành thời gian nhiều để ở nhà, để ở trong phòng của các bạn hơn. Thế cho nên là cái việc mà bạn kết nối được với những người khác chủ yếu thông qua những cái trang mạng xã hội hay là gì đó, nhưng mình cảm giác là bạn có một cái sự gì đấy không tin tưởng với những người này hay là với những cái cơ hội này. Và đồng thời mình thấy bạn cũng có một số cái vấn đề liên quan đến cái giá trị của bản thân các bạn. Bạn cảm thấy là mình chưa thực sự đủ chín chắn hoặc là chưa thực sự đủ cái điều kiện này kia để bước vào bất kỳ một cái mối quan hệ nào. Ví dụ như bạn chưa đủ về mặt công việc, tiền bạc, tài chính, bạn chưa có đủ sự tự tin, chưa có đủ sự ổn định để các bạn có thể bước vào một mối quan hệ. Bởi vì có thể đấy chính là cái tiêu chuẩn của bạn, đấy là bạn sẽ chỉ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc khi mà bạn cảm thấy thực sự sẵn sàng. Nhưng bây giờ bạn chưa sẵn sàng, cho nên là bạn mình thấy là nó không có cái sự bước vào đâu. Có thể tán tỉnh, nói chuyện, thả thính gì đấy qua lại, nhưng để mà nói là bước đến một cái gì đấy thì mình thấy là chưa. Và thậm chí bạn cũng rất là phân vân trong cái việc là có nên cho những cái người này cơ hội bước vào trong cuộc sống các bạn hay không. Thì mình thấy đây có một người trong số những cái vệ tinh của các bạn á, họ tấn công bạn cực kỳ là mạnh, mạnh kinh khủng, giống kiểu bão táp ấy, giống kiểu những chiến binh. Và mình thấy là họ đem đến cho bạn rất là nhiều cái cảm xúc vui vẻ, cái sự thay đổi trong về cái mặt cảm xúc cũng như là mặt nhận thức của các bạn. Đặc biệt là có thể như là bạn có một cái cách nhìn nhận khác về cuộc sống, về mọi thứ, về quan điểm sống nữa khi mà người này họ bắt đầu tác động với bạn. Thì mình thấy là hai bạn chia sẻ với nhau rất là nhiều điều ở trong cuộc sống. Nhưng mà mình thấy cái người này họ tấn công bạn nhiều lắm. Tấn công bạn rất nhiều. Bạn cũng rất vui, nhưng nhưng mình thấy là để bước khó hỏi là có bước vào mối quan hệ hay không thì mình thấy là trong 6 tháng tới thì chưa nhá. Mình thấy là chưa, bởi vì mình thấy là giống như bạn vẫn còn muốn thử thách họ, cũng như là các bạn cũng muốn bản thân mình có một cái nền tảng gì đấy nó vững chắc một chút thì bạn mới có thể bước vào cái mối quan hệ này được. Thì mình là trong khoảng 6 tháng tới bạn cũng sẽ càng ngày càng có động lực hơn trong việc phấn đấu và xây dựng một cái nền tảng nào đó, đặc biệt là mặt tiền bạc, tài chính, công việc của các bạn á, nó ở cái mức bắt đầu ổn định hơn một chút rồi, thì mình thấy là bạn mới có thể cho cái người này cơ hội cũng như là cho bản thân mình cơ hội bước vào mối quan hệ này. Nhưng mình thấy là mọi thứ nó rất là vui vẻ khi mà hai người bên cạnh nhau cảm thấy có sự đồng cảm, sự chia sẻ, sự thấu hiểu. Cái người này thì họ cũng rất là tấn công rất là mạnh và rất có thể là họ cũng sẽ xuất hiện sớm thôi. Mặc dù là xuất hiện sớm nhưng mà cái kết để hai người đi đến nhanh một cái mối tình nào đấy thì mình thấy là không nhanh đâu. Trong 6 tháng tới thì chưa đâu. Nhưng mà mình thấy là có rất là nhiều người yêu mến, yêu quý các bạn. Cũng có thể là cái người này là một cái vị khách gì đấy đặc biệt ghé thăm nhà của bạn, là bạn gặp họ ở ngay chính nhà của bạn chẳng hạn. Có thể là họ là khách của bố bạn, bố mẹ bạn, khách của chị bạn hay là gì đó. Mà mình thấy là thật ra cái căn bản ấy là bạn cũng đang sống phụ thuộc vào gia đình hoặc là bạn đang sống với gia đình của các bạn rất là nhiều. Nó tức là mình thấy cuộc sống của bạn nó không hẳn là một cuộc sống tự do, độc lập ở một mình đâu. Hoặc nếu không á, thì cái vai trò này nó có thể đảo chiều nhá. Đây có thể là cái nếu như bạn đã sống tự lập, bạn sống một mình thì có thể cái đối phương của các bạn nó ở trong cái tình huống như thế. Và mình thấy là khi mà người này họ tới, họ kích thích cái sự nữ tính bên trong của bạn rất là nhiều. Cho dù bạn là nam, người nam hay là người nữ nhá, thì mỗi một người trong chúng ta cũng đều có mang năng lượng nam tính và nữ tính. Thì mình thấy là họ sẽ kích thích cái sự nữ tính bên trong bạn rất là nhiều. Bạn trở nên điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn. Và nói chung là có một cái sự gọi là thấu hiểu lẫn nhau ở đây. Và thật ra mình thấy là cái người tấn công á, nhiều hơn á, họ sẽ sử dụng rất là nhiều cái kỹ năng, họ sẽ sử dụng rất là nhiều những cái chiêu trò để có thể làm siêu lòng bạn. Nhưng mà mình thấy là nó không có ăn thua cho lắm, bởi vì cái lập trường của bạn cũng khá là vững chắc. Có thể bạn phân vân, bạn bế tắc, bạn suy nghĩ nhiều, nhưng mà mình thấy là bạn vẫn luôn có một cái tiêu chuẩn ở đó là à, tôi phải ổn định cái đã thì tôi mới có thể nghĩ đến việc yêu đương hay là bắt đầu một cái mối quan hệ. Mình thấy bạn là một người xác định rất là rõ và kỹ cái mục tiêu hay là cái mục đích khi mà bạn bước vào một cái mối quan hệ nào đó. Cho nên là bạn không phải là cái kiểu người thích là yêu chơi bời hay là gì đấy, không, không phải.
bạn không phải kiểu người như thế. Thì ở đây cũng có một cái lời khuyên dành cho các bạn ấy, đó là hãy cứ để cho mọi thứ á, bạn cứ từ từ bình tĩnh thôi. Kể cả khi người này họ tới mà họ mang theo một cái năng lượng gọi là cuốn bạn đi như là gió bay hay là gì đó ấy, kiểu rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt đi chăng nữa, thì hãy cứ giữ cho mình cái sự gọi là kiên quyết của bản thân các bạn nhé. Bởi vì khi mà các bạn chưa thực sự sẵn sàng ấy, thì mình cũng thấy là cũng không khuyên bạn là nên bước vào đâu. Bạn hãy bước vào một quan hệ khi bạn cảm thấy thực sự sẵn sàng với cái người này. Kiểu hành động chậm mà chắc ấy, chứ không. Bởi vì mình thấy là bạn cũng vẫn phải thử thách cái người này đấy. Mặc dù là hai người chia sẻ với nhau rất là nhiều điều, nhưng mà khi mà họ càng bộc lộ ra cho bạn nhiều cái skill kiểu như là tán tỉnh thả thính á, thì bạn cảm thấy cái người này họ không đơn giản. Mình sẽ rút thêm lời khuyên nha cho các bạn chọn tụ bài số 2 này. Mình thấy thì cái đam mê giữa bạn và họ cũng rất là lớn. Mình thấy ấy, người này có thể là soulmate của các bạn. Cái tương tác giữa hai người nó cũng khá là mạnh mẽ ở đây. Nhưng mà họ sẽ giống cái kiểu người là đến để khuấy động cuộc sống của bạn lên rất là nhiều. Giống như kiểu như trước đây bạn mọi thứ nó cứ bình bình á, người này họ đến họ khuấy khuấy cho kiểu rộn ràng hơn á. Nhưng mà mình thấy là vui. Nhưng mà chưa yêu đâu. Chưa. Ok nhá, và đó là tụ bài số 2, chúng ta đến với số Thì các 3. bạn chọn tụ bài số 3, đây là trẻ bé trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn nhá. Với câu hỏi đó là 6 tháng tới liệu bạn có người yêu hay không? Thì đối với tụ bài số 3 này, câu trả lời của mình nhá, nó cũng là không nhá. Trời ơi, làm 3 tụ bài ngày hôm nay nhưng mà không có tụ nào trong 6 tháng tới là có cả. Nhưng mà mỗi một tụ thì lại có một cái hay riêng. Mình thấy nhá, đối với tụ bài số 3 này, trong 6 tháng tới bạn tập trung cực kỳ nhiều vào công việc, tiền bạc, tài chính, và mình thấy bạn cũng sẽ thu được một cái nguồn lợi rất là lớn về cái mặt tiền bạc của các bạn. Nghe đây chắc đã đủ vui rồi, chứ cần gì nghĩ yêu nhở. Mình thấy là bạn cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống của các bạn luôn. Tình yêu à, nó cũng chỉ là một thứ gì đấy để trang trí trong cuộc sống của các bạn mà thôi. Bởi vì mình thấy là ở cái thời điểm tiếp theo trong 6 tháng tới á, bạn tập trung vào phát triển vào cuộc sống, vào bản thân, vào công việc, đặc biệt là công việc tài chính tiền bạc của các bạn rất là nhiều. Và mình thấy rằng là cũng có rất nhiều người sẵn sàng, tức là bạn chỉ có ngồi im một chỗ thôi, người ta sẵn sàng dâng tình cảm đến cho các bạn ấy. Nhưng mà mình thấy là nó không phải là cái thứ khiến bạn hứng thú. Bởi vì căn bản có thể là trong số đó ấy, các bạn chả ưng ai cả. Và mình thấy là bạn đã là một nữ hoàng, một nam hoàng, một nữ vương, một hoàng đế ở ngay trong chính cuộc sống các bạn rồi. Và mình thấy bạn cảm thấy là vô cùng vô cùng vô cùng ổn với cái cuộc sống ở cái thời điểm hiện tại. Các bạn cảm thấy rất là bình yên với mọi thứ. Mặc dù là mình cảm thấy đâu đó ở đây á, vẫn có một ai đó cực kỳ là yêu bạn, vẫn còn yêu bạn, vẫn còn thương bạn. Mặc dù là cái người này họ có thể là bà bạn á, đã kết thúc rồi, nhưng mà cái đấy nó chỉ là cái phần phụ bên ngoài thôi. Còn đâu mình thấy về cơ bản á, bạn là một cái năng lượng rất là độc lập ở đây, cực kỳ là kiểu cảm thấy hài lòng với mọi thứ lắm. Còn đâu có người yêu hay không chả quan trọng. Đấy, đúng kiểu như thế luôn ý. Thì mình thấy rằng là nếu như mà nói là để bao giờ có người yêu thì mình thấy là nhanh thì cũng khoảng 1 năm nữa thì mới có thể gặp được cái người mà thực sự phù hợp với các bạn. Và tức là cái người đấy sẽ là cái người khiến bạn khi mà bắt đầu bạn gặp họ á, thì bạn cảm thấy là à, mình phải lỗ mình muốn nỗ lực để mình có được cái người này, hoặc là mình muốn nỗ lực cho cái mối quan hệ này. Còn đâu tất cả những cái người mà mình thấy là bạn gặp ở cái thời điểm gần á, nó không phải là cái người gãi đúng chỗ ngứa cho các bạn đâu. Các bạn sẽ cảm thấy nó vừa phải thôi, nhưng mà nó không phải là cái thứ gì đấy khiến các bạn cảm thấy là mảnh ghép đã ăn ý vào chỗ, vào đúng chỗ, thì mình thấy là chưa. Nhưng mà mình thấy là cuộc sống của các bạn nó rất là thoải mái, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Mình cũng khá thích cái năng lượng này của các bạn, bởi vì mình thấy là bạn rất là tự chủ với cuộc sống, mọi thứ tốt đẹp về cả phát triển, về cả mặt bên trong lẫn bên ngoài của các bạn nhá. Và mình thấy bạn cũng rất là bình yên.
Đồng thời mình thấy cũng có một cái sự đang có một sự dần dần chữa lành những cái tổn thương mà các bạn đã có ở trong quá khứ. Bạn khâu lại những cái vết thương đó, bạn dịu dàng với chính bản thân của các bạn và bạn dịu dàng với cái thế giới này, thì chắc chắn rồi mọi thứ xung quanh ấy cũng sẽ dịu dàng lại với các bạn. Và đặc biệt là về mặt công việc tiền bạc, mình thấy phát triển rất là nhiều, đã có work rồi lại có cả money nữa thì sợ. Đại loại là các bạn cũng có thể gặp được người này người kia, sẽ có cơ hội này kia tương tác, nhưng nó không phải là thứ khiến các bạn phải bỏ công ra để nỗ lực đâu. Và thời điểm hiện tại mình thấy là các bạn đang cố gắng để làm sạch cái nguồn năng lượng của bản thân các bạn. Cái nguồn năng lượng xấu á, thì các bạn sẽ quét nó đi và các bạn chọn cái việc tận hưởng cuộc sống đây này. Giống như cái cô gái này này, cô ấy đang tận hưởng từng cái lá với cây hoa anh đào rớt xuống tay của cô ấy. Và bạn cũng chính là cái tinh thần như thế trong cái khoảng thời gian tiếp theo. Thật ra thì cái khoảng ở year from now này á, thì nó cũng khá là mơ hồ. Bởi vì nó bảo là từ nay đến 1 năm nữa, thì đâu có thể là bất kỳ lúc nào. Nhưng mà chốt lại, bởi vì đây là cái chủ đề là 6 tháng tới bạn có người yêu hay không ấy, thì mình sẽ chỉ có thể giải đáp cho các bạn rằng là 6 tháng tới là bạn chưa có. Nhưng mà bạn cảm thấy rất là hài lòng với mọi thứ trong cuộc sống của các bạn, cân bằng đầy đủ, bình yên. Các bạn đúng là rất là cân bằng giữa lý trí với cảm xúc. Các bạn biết đâu là cái điều mà mình mong muốn, kể cả mọi người xung quanh có tác động đến bạn nhiều như thế nào chăng nữa, nó cũng chẳng bao giờ có thể tác động được vào cái chính kiến, cái lập trường các bạn được, bởi vì các bạn biết đâu là điều mình thực sự mong muốn. Mình thấy bạn sẽ đạt được một cái đỉnh cao gì đấy ở trong công việc nha các bạn. Có thể là sẽ trở thành một trong số những người lãnh đạo hoặc đi đầu một cái gì đó ở trong cái vấn đề công việc của các bạn, như là lương lương hay là thăng chức hay là gì đó, và các bạn có thể sẽ có một cái sự bứt phá gì đấy rất lớn trong công việc của các bạn. Trời ơi, thế đã cảm thấy quá là vui rồi còn thế nào nữa. Mình sẽ xem thêm. Mình cảm giác được rằng là ba cái tụ bài ngày hôm nay á, mặc dù là các bạn sẽ chưa thể có người yêu trong vòng 6 tháng tới, nhưng cái mối tình tiếp theo của các bạn nó sẽ thuộc dạng chất lượng. Chứ còn đâu, nói thật là kể cả bây giờ có yêu luôn hay là gì đó, mà khi mà các bạn chưa thực sự sẵn sàng ấy, nó sẽ không phải là cái thứ thực sự chất lượng dành cho các bạn. To the sea cũng là một lá bài nói về cái việc đó là hãy thuận dòng, hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên. Và mình thấy là thật ra cái này nó chỉ mang tính chất khẳng định lại thôi, bởi vì mình thấy bạn quá hiểu rõ cái điều này và bạn cũng chẳng thúc giục mọi thứ xung quanh đến với bản thân các bạn đâu. Nhưng mà mình thấy có một ai đấy thì rất là muộn phiền về cái việc mà bạn không chịu có người yêu, có thể là bố của bạn hay là ai đó, cảm thấy kiểu ngao ngán ý. Ô sao nhỉ? Hoặc là cái người này là cái người mà đã thuộc về quá khứ của các bạn, nhưng mà mình thấy là bạn cho họ vào trong quá khứ rồi. Đem yêu thương xếp vào quá khứ, xếp hết vào quá khứ rồi. Bây giờ mình sẽ rút cho các bạn thêm một cái lá bài nữa trong bộ Amidala Oracle nhé, vì mình cảm thấy là mình cần phải rút cho các bạn thêm một lá. Tại vì cái tụ này rút 2 lá thì lại ra toàn công việc với tiền bạc. Số 1 là à số số 3 nè. Mình thấy là cái người tiếp theo mà bạn gặp á, cái người tiếp theo mà bạn gặp sau cái khoảng 6 tháng này ấy, là một người tương đương với bạn, lại tương đương với bạn. Và có thể là cái thời điểm mà qua 6 tháng này này, khi đó bạn cảm thấy cuộc sống bạn rất là ổn và phát triển á, thì cả người cũ lẫn người mới sẽ đều xuất hiện trong cuộc sống của các bạn nhé. Nhưng mà mình thấy là nhiều khi thì nó cũng không nhanh lắm đâu, nó không phải là trong 6 tháng đâu, mà thậm chí nó có thể mất đến khoảng 1 năm gì đấy. Và mình thấy là bạn trở thành một cái người vô cùng có sức hút, cho nên là mấy hoa thơm bướm lượn mọi nơi. Cảm ơn các bạn lắng nghe nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Bye bye các bạn.